Lời khai nghi phạm dùng xăng khống chế con tin để đòi nợ. Chiều ngày 11 tháng 3, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tiếp tục tạm giữ Ngô Quý Phương để điều tra vụ việc dùng can xăng khống chế bé trai 4 tuổi để đòi nợ hơn 680 triệu đồng. Chiều ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạm giữ Ngô Quý Phương, sinh năm 1994, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra vụ việc dùng can xăng khống chế bé trai 4 tuổi để đòi nợ hơn 680 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Ngô Quý Phương, sinh năm 1994, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khai nhận anh Lê Văn Thìn, 36 tuổi, quê Khánh Hòa, là thầu xây dựng năm 2020. Phương nhận thầu lại của anh Lê Văn Thìn tổng cộng 11 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sau đó Phương bỏ tiền ra mua vật tư, trả tiền công cho thợ với tổng số tiền 680 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi các công trình hoàn thành, anh Thìn đã nhận đủ tiền từ các chủ công trình mà không thanh toán lại cho Phương. Phương nhiều lần đòi tiền nợ công trình mà không được. Cuối năm 2020, anh Thìn bỏ khỏi nơi cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Biên Hòa thuê nhà ở. Phương nhiều lần tìm nhưng không thấy, gọi điện thoại không thể liên lạc được. Đầu tháng 2, tình cờ Phương lên mạng xã hội Facebook phát hiện chị NTT, vợ anh Thìn, đăng thông tin, hình ảnh thể hiện ở thành phố Biên Hòa. Đầu tháng 3, Phương nhiều lần xuống thành phố Biên Hòa để tìm anh Thìn, thì phát hiện cháu LAT, sinh năm 2010, đang học tại trường cấp 2 ở phường Tân Hòa, nên nảy sinh ý định bắt cóc để đòi nợ. Khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 3, Phương mua chai xăng rồi đi đến trường cấp 2 ở phường Tân Hòa ngồi chờ. Đến 16 giờ cùng ngày, thấy cháu LAT tan học, Phương bám theo, yêu cầu cháu T đưa về nhà ở phường Trảng Giài. Sau đó, Phương chở cháu LAT đi đón em của mình là cháu LAT, sinh năm 2019, tại trường mầm non trên địa bàn phường Trảng Giài rồi về nhà, ngồi đợi vợ chồng anh Thìn. Trong lúc chờ đợi, Phương nhờ người bạn mua thêm can xăng 5 lít mang đến căn nhà trên. Lúc 17 giờ 15 phút, chị T, vợ anh Thìn, đi làm về gặp thì gặp Phương. Phương đề cập chuyện nợ nần thì chị T trả lời không biết và không liên quan gì cả, sau đó bỏ đi ra ngoài. Phương khóa trái cửa nhà, nhốt cháu T ở bên trong cùng với mình và lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà. Phương yêu cầu vợ chồng anh Thìn phải trả tiền, nếu không sẽ đốt nhà và chết cùng cháu T khi thấy có một số người dân gần khu vực đến can ngăn. Phương lấy can xăng đổ lên người mình và cầm bật lửa ở tay, đe dọa nếu ai đến gần sẽ đốt nhà. Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng giải cứu cháu T. Nhận thấy hành vi của nghi phạm rất manh động, chỉ cần sơ suất sẽ bật lửa, gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé và nhiều người dân trong dãy nhà. Đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã trực tiếp vận động, thuyết phục và cùng với lực lượng trinh sát áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời khống chế nghi phạm, giải cứu thành công, an toàn cháu T. Ngọc Sơn, Công an Nhân dân.